bây giờ thì Cát Tường đã vào vị trí của mình rồi và bạn trai cũng đã ngồi ở đây. Vậy cô bạn gái đâu? Xin chờ Cát Tường trong 30 giây thôi nha. Tường sẽ mời bạn gái của ngày hôm nay vào. Rồi, tới đi em, thẳng thẳng. Rồi, cái ghế bên trái của mình nha, ngồi xuống. Xin mời hai bạn, chúng ta có thể mở mặt nạ. Rồi, ok, chào em. Em hãy giới thiệu bản thân mình trước đi. Em tên là Cát Tường, em tên là Nguyễn Văn Nên, quê em ở Thái Bình. Năm nay em 32 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở Bình Dương. Chủ quán bán cháo lòng. Chủ quán bán cháo lòng? Dạ. Ai nấu cháo? Em ạ. Bán được bao lâu rồi? Em bán được 4 năm rồi. Quán đắt không em? Dạ bán không đắt ạ. Em thì bán sáng đến 11 giờ em nghỉ rồi. Rồi chiều làm gì? Chiều em nghỉ. Cần người phụ bán cháo lòng không? Dạ có, đang cần lắm ạ. Cần người thu tiền hay cần người chạy bàn? Dạ thu tiền. Cần người thu tiền. Thích ăn cháo lòng không Tường? Dạ em thích ăn, gia đình em ai cũng thích. Chị cũng rất thích ăn cháo lòng, biết không? Cháo nhiều khi mệt mệt mình ăn vô nó đỡ mất làm biếng nhai ha. Ăn cháo nó khỏe dễ ăn. Hôm nào qua nhà bạn gái nấu đãi thử một nồi cháo lòng cho cả nhà cùng ăn được không? Dạ được ạ. Ăn cháo lòng của ảnh là đi theo ảnh luôn đó nha. Cẩn thận nha. Dạ. Trước khi bán cháo lòng thì em làm gì? Trước khi bán cháo lòng thì em làm bên cơ khí. Tại sao đang làm cơ khí ngon lành đi bán cháo lòng? Mình thích tự chủ hơn. Rồi, tên em? Dạ em chào chị Cát Tường, em chào bạn Nam và chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Mỹ Hằng, năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng và em hiện đang sinh sống và làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Đồng Nai chỗ nào? Dạ em Cù La Phố chị. Biết Cù La Phố rồi qua Cầu Gành phải không? Dạ đúng rồi. Biết chỗ đó không? Cù La Phố. Em gấp gần Cầu Quá An. Cầu Quá An gần xịt. Cầu Quá An em băng qua cầu đúng không? Băng qua cầu quẹo phải. Quẹo phải là em vô đường chợ Biên Hòa, đường Cách Mạng 8 đúng không? Chạy hết ra tới cuối đường Cách Mạng 8 là ra Cầu Gành. Đó, tới Cầu Gành em quẹo phải là ra Cù Lao. Từ bên em mà nếu qua bên đây là không tới nửa tiếng đồng hồ. Hồi xưa tôi có ở 5 năm ở Biên Hòa, tôi rành lắm. Bao lâu thì tôi qua thăm bạn gái được một lần? Và nếu mà bạn gái có thời gian là ngày nào cũng có thể được. Ngày nào cũng qua. Chở em qua bển ăn cháo lòng phụ thu tiền được không? Dạ nhưng mà ban ngày thì em đi làm nên là chỉ rảnh buổi tối thôi, không biết bạn Nam. Anh rảnh buổi tối, buổi sáng anh bán cháo lòng rồi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em thích tham gia phong trào, em nấu ăn ngon hát hay. Em nấu ăn ngon có thể phụ anh mở quán nữa. Em nấu được nhiều món như lẩu Thái rồi bún bò Huế, gà chiên đó. Gà chiên nước mắm. Có khi nào mình phát triển lên cái nhà hàng mình bây giờ nó lên thành những cái quán ăn nó nhiều món hơn không? Dạ, quán ăn cháo lòng ngoài người ta cũng ngán. Dạ. Điểm yếu mình có gì không em? Em cũng hơi nóng tính khó tính đó chị. Nên em mới lên chương trình này. Đúng rồi, ai cũng có khó tính hết trơn á. Rồi em cũng cần một bạn nam là trưởng thành điềm đạm, nhường nhịn em, chỉ ra em biết cái sai. Tại vì em cũng tính cũng trẻ con. Em thì làm việc cũng hay gấp gáp nhanh. Em cũng là người ít nói chị. Em muốn người bạn trai ít nói hay nói nhiều? Em muốn bạn trai có khiếu hạnh hữu một tí. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em rất là vui tính. Vui không? Vui ạ. Chắc vui không? Chắc vui. Nào nói gì cho bên này cười coi. Chứ chị nhìn mặt em mà chị thấy vui rồi đó. Dạ. Mà không biết bên đây nhìn có vui hay không thôi. Nói cho chị Cát Tường cười trước rồi. Em cười sao? Em mạnh của em là nấu ăn rất ngon. Đặc biệt món cháo lòng, thậm chí còn nhiều món khác ngon nữa. Em nấu lẩu rất ngon. Nấu lẩu rất ngon luôn. Về hai bạn nấu ăn rất ngon. Thích người con gái là không biết nói quá, cũng không nói nhiều quá. Có khuyết điểm gì không? Hơi nóng tính, thích sạch sẽ mà lại hơi lười dọn một xíu. Ủa vậy ai dọn cho em sạch? Mai mốt thì hai vợ chồng dọn. Em có ý định lập nghiệp trong này luôn hay có ý định về quê? Em thì lập nghiệp ở đâu cũng được, nhưng mà chắc là trong này. Kính thưa quý vị, đó là những cái thông tin cơ bản của hai bạn tham gia chương trình ngày hôm nay. Quý vị hãy bắt đầu đưa ra dự đoán của mình đi, xem là cặp đôi ngày hôm nay họ có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau không nhé, để xem ai sẽ là người nhận được phần quà vào cuối chương trình. Bây giờ em cho chị biết là tình trường của em như thế nào. Em chưa có mối tình nào, hồi đi học đại học em chỉ yêu đơn phương thôi chị. Sao kỳ vậy? Em có biết nguyên nhân tại sao mình không có bạn trai không? Chắc là tính em cũng khó tính rồi. Giống như là em đòi hỏi bạn trai là phải ga lăng rồi phải chăm sóc em. Người ta nhắn tin em chậm em cũng giận. Trời ơi, đó, thấy chưa? Em muốn là bạn đó phải bên em. Bên em 24/24, nghỉ bán cháo lòng luôn. Mình phải thông cảm công việc của nhau, giờ phải mưu sinh kiếm sống, sau này còn đẻ con đẻ cái nữa. Cái giờ nào người ta đang lỗi, người ta đang múc bán đắt quá, người ta trả lời em trễ một chút, nhưng 11 giờ trưa người ta dẹp tiệm xong rồi người ta dọn vô là người ta sẽ gọi cho em. Dạ, thì thông cảm nha. Giờ em sẽ thay đổi à. Thông cảm chứ như vậy cũng không được. Vậy là có hôn lần nào chưa? Dạ chưa chị. Mưa luôn hả? Dạ. Có ai nắm tay mình chưa? Có, em nắm bạn thân em chị. Bạn Nam, bạn thân em. Bữa nay nắm tay bạn trai nha, cố gắng nha. Nay tôi cho Hung mở hàng luôn á. Nghe cô ấy chưa có bạn trai em cảm thấy như thế nào? Thích ạ. Chứ em không sợ, cô ấy chưa có kinh nghiệm là cô ấy nhõng nhẽo lắm á, cô ấy đòi hỏi nhiều lắm á. Lúc đó em chiều được. Chiều được. Tình trường của em thì sao? Em thì có 2 mối tình. 2 mối tình. Mối tình đầu thì con nít, thì mối tình sau thì em quen khoảng 4 năm thì thời gian đa phần yêu xa. Cô ở đâu mà xa? Dạ cô cùng quê nhưng mà em ở trong này. Trong 2 năm nay có râu ria gì không? Dạ không, dạ mãi múc cháo á. Mãi múc cháo không có thời gian. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Trung thủy, biết đối nội đối ngoại tốt. Về ngoại hình? Nước da trắng hơn em. Với em đương nhiên rồi, em là thuộc loại cục than rồi, ai cũng trắng. Em là người ta gọi là Quảng Ninh, dân Quảng Ninh. Dân Quảng Ninh, đen như than. Dạ, nói chung là kiếm tiền thì không cần phải giỏi quá, đối ngoại tốt, chủ yếu là vậy thôi. Cho vợ đi làm không? Không, đấy là công việc vợ tùy lựa chọn. Anh này có vẻ dễ tính. Dễ tính, được. Nếu muốn lập nghiệp trong này phải mua nhà trong này chứ. Là tư tính khoảng 2 năm tới nữa. Mua nổi không? Nổi. Em muốn tìm ngọn người bạn trai như thế nào? Bạn trai em là chín chắn, điềm đạm, lớn hơn em từ 1 tới 3 tuổi, dễ nhìn, cao 1m65 trở lên. Anh dễ nhìn có điều ảnh không có thấy gì, tại ảnh đen quá không thấy gì hết thôi. Có nghề nghiệp ổn định, trải đời nhiều thì cũng tốt. Dạ. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ em không thích là bạn trai là gia trưởng, không chung thủy, hút thuốc. Có hút thuốc không? Em không. Đang nấu cháo lòng hút thuốc, rớt tàn thuốc vô cháo lòng sao? Không có hút thuốc. Uống rượu mà không biết giới hạn á chị. Có uống rượu không? Là có chứ. Nhưng mà em biết giới hạn không? Chủ yếu là giao tiếp thôi. Ít khi say xỉn. Biết đường về nhà không anh? Biết. Biết đường về nhà em á. Đừng về lộn nha. Đường em rành lắm, em cần đi lần em nhớ. Đâu đưa coi có hình ảnh gì không cho chị coi coi. Trời ơi đưa lúc cái người thì có một tấm hình này thôi hả? Dạ. Có người tham gia chương trình thì đưa hình gì đâu mà cả đống. Có người tham gia chương trình đưa một tấm hình một. Bên này cũng dễ nè. Đó. Lựa đi. Hình có 2 người hả? Theo cảm tính của mình hãy chọn đi. Chọn một trong 2. Em chọn được rồi chị. Đâu? Anh nào? Này. Anh đó. Anh đen đen. Anh đen đen. Rồi bên đây. Rồi cô đội nón. 2 người này chơi trong bù dễ mà. Thôi được rồi. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì đến lúc Cát Tường sẽ mở cửa trái tim này ra. Các bạn hãy tiếp tục đưa ra dự đoán của mình xem cặp đôi này có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nha. Hãy cố gắng lên, phần quà của Cát Tường đã sắp tới tay của các bạn rồi. Mở cửa trái tim. Rồi hai bạn lấy cái hình lên coi coi mình chọn đúng không. Trời ơi. Quá dễ mà. Cái hình quá đơn giản, mỗi bên có một người hà. Chúc mừng hai bạn đã có một linh cảm rất đúng. Chúng ta sẽ có một cái món ăn ăn trưa với nhau thật là ngon, vừa ăn các bạn vừa trò chuyện với nhau nha. Nè cái này làm gì? Trời ơi, đã đen rồi mà còn không ga lăng là chết luôn. Nào gặp mặt anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh. Đây là quyển sổ với cây bút, thì em muốn chúng mình sẽ viết lên câu chuyện tình yêu. Và em có ghi câu châm ngôn em thích, anh có thể mở ra và đọc cho khán giả. Tặng anh thương mến, tình yêu rất mong anh và dễ vỡ. Hễ được điều này, bạn biết yêu thực sự, tôn trọng điều này. Bạn là người đang sống trong tình yêu, em Hằng. Ê mọi người ơi, mọi người có thấy cái gì lạ không? Hôm nay cặp đôi này đã chọn trúng nhau nha. Mà cặp đôi này còn mặc áo tình nhân nữa nha quý vị. Đây là một cái dấu hiệu hơi gọi là thần giao cách cảm nha quý vị nha. Mời hai bạn thưởng thức món mì spaghetti mà chương trình đã chuẩn bị cho buổi ăn trưa này. Chị Tường cũng rất đói bụng rồi. Thông thường không biết là bạn muốn hẹn hò, khi kéo rèm lên là chỉ có 2 phút để trò chuyện thôi nha. Hôm nay mình vừa ăn vừa nói chuyện cho 5 phút nha. Tranh thủ. Muốn hỏi cái gì là phải hỏi. Mời hai bạn thưởng thức buổi ăn trưa của mình. Mời em. Dạ dạ. Anh có thích ăn mì spaghetti không? Anh ít khi ăn mì lắm. Anh chỉ ăn cháo lòng thôi à? Không, anh hay ăn bún. Em cũng thích ăn bún. Thế còn cháo, anh hay anh nấu cháo ngon mà anh không thích ăn cháo. Đi làm có gần nhà không? Dạ cũng xa nhà em là 16 cây. Là anh đi làm công ty xong mà anh nghĩ anh mở quán cháo lòng là thích là tự mình làm chủ hơn. Đúng rồi em. Anh làm công ty được mấy năm á. Năm đầu mới đi học nghề, xong rồi mới bắt đầu là ra mở quán. Học nghề gì vậy anh? Anh học cơ khí chế tạo máy. Mà anh thích mở quán cháo lòng hơn là mở quán bán về, mở quán về cơ khí hả? Nhiều khi mình học nghề nhưng mình chưa chắc mình đã theo nghề được. Nhưng mà hồi xưa là anh học đại học nào á? Anh học trường nào? Anh học trường cao đẳng nghề Việt Nam Singapore. Công ty em thì chuyên làm về cái gì? Dạ làm về ấp trứng đồ á anh, chuyên về trứng gà. Làm trong trứng trại. Trứng gà đồ. Thế ví dụ sau này mà em có lập gia đình thì công việc ý định em thế nào? Ý định của em á hả? Theo chồng thôi anh, xuất giá tổng thu thôi. Dạ. Về thu tiền đó anh ha? Dạ, thu tiền, cho em giữ tiền luôn hả anh? Cho em cả kết luôn. Giữ luôn. Em giữ em xài hết sao? Tại vì anh cũng không thích cầm tiền tiêu vặt. Em giữ em xài hết là anh buồn sao? Không, chắc không xài hết được đâu. Dạ, ý là tiền nhiều quá không xài hết được hả? Không phải nhiều hết nhưng mà anh tiền là em chứ không xài hết. Em phải để lại thừa lại để dành tiền nuôi con. Dạ. Anh thấy em thế nào? À, anh nhìn em rất dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. À, dạ, em thấy anh cũng nhìn chững chạc. Dạ. Thì năm nay anh cũng 32 rồi. Dạ. Này em được mấy chị em? Dạ, có em với chị gái. Như em dự kiến đến bao giờ lập gia đình? Mình tìm hiểu, khi nào mình thấy hợp thì mình tiến tới. Thấy đúng thời điểm thì mình tiến tới. Chắc anh nhìn thấy là đúng rồi đấy. Anh quan điểm thế nào về tình yêu? Anh thì nói chung là anh cũng ít yêu linh tinh nên anh rất là trung thủy. Anh không thích mang người phụ nữ ra làm trò cười. Dạ. Một khi mà anh đã yêu, anh sẽ tôn trọng. Đặc biệt em là... cũng như vậy, cũng thích như vậy. Gia đình anh có quan trọng việc coi tuổi không anh? Không, nói chung là tuổi tác nhiều khi hợp không có duyên những bằng không. Nên là nếu mà nó có không hợp hay nó khắc khẩu thì mình sẽ một bên nghĩa đi một xíu. Anh vậy nếu như em lấy anh thì em sống ở đâu? Trước mắt thì ở chỗ anh làm. Sau này nếu anh về quê em có chịu ra ngoài Bắc không? Ở ngoài Bắc ba mẹ anh có khó không? Tại vì người Bắc thường thường họ cũng kỹ tính, cũng khó. Mẹ anh thì mất rồi, còn mình ba anh thôi. Dạ. Nên ba anh cũng hiền lắm. Hello, mì Ý ngon không? Dạ. Ngon mà ăn chưa hết đúng không? Lo tâm sự tranh thủ. Không sao, một lúc bấm nút hẹn hò xong rồi ra ngoài mình ăn tiếp. Chị Tường sẽ có một cái game nhỏ nhỏ vui chơi với các em nữa. Ở trong này là có những cái yêu cầu của chương trình. Nếu như các bạn bóc nhầm cái thăm yêu cầu gì thì các bạn sẽ thực hiện cái điều đó. Nhưng mà làm cái gì cơ? Nhưng mà làm cái gì cơ? Ai biết làm gì? Tường chưa biết mà. Đọc lớn lên. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất đi nào. Em làm sao mà bạn gái nói đáng yêu thì mới được. Em nghĩ chắc em cười là đáng yêu rồi. Cười đi, nhìn cổ cười đi, cổ ok thì cho qua. Cười có gì đâu đáng yêu. Nếu mà làm không được là ra phạt nha. Thụt dầu 5 cái, trời nóng thụt dầu đổ mồ hôi luôn á. Nheo mắt em mà chị. Sao? Nheo coi. Nheo mắt. Thôi đừng có binh, tôi chưa thấy. Làm lại. Được không? Nheo tên nheo một con, không nheo hai con. Nheo một con thôi, nheo hai con thụt dầu. Đúng hai con chị. Thôi vậy mà giờ dễ thương rồi, đáng yêu rồi. Rồi tới bên em, ống nheo vậy nè. Rồi đọc lớn lên nha. Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Hên quá, sướng quá. Đưa tay qua đi cưng. Đưa cao cao lên bắt người ta chồm nữa, thiệt tình luôn á. Phải có cảm nhận đó nha. Hôn nhau luôn á chị. Chứ sao? Có mùi gì? Mùi cháo lòng không? Trời, đúng rồi, có mùi cháo lòng á chị. Tanh tanh đó chị, nghe mùi tanh tanh. Nghe mùi tanh tanh thiệt luôn hả? Đúng rồi chị. Thơm thế mà tanh luôn. Trời ơi. Đúng rồi, bán cháo lòng 4 năm nên cái mùi lòng nó quện vô chổng rồi. Nó ngấm vô da rồi. Nó ngấm vô da rồi. Đó chứ bình thường rồi chị. Bình thường hả? Dạ. Ok, chị chơi vậy là để làm gì? Trò chơi cho nó vui để cho các bạn cảm thấy thoải mái hơn thôi ha. Rồi bây giờ thì trò chuyện rồi, ăn uống rồi. Bây giờ Tường muốn các bạn hãy nói lên cái cảm xúc của mình. Em nhìn bạn gái rất dễ thương. Bạn nóng tính, không biết có nóng tính không nhưng mà bạn hiền lắm. Em nhận xét gì về anh chàng này? Dạ thì bạn nam thì nhìn cũng chững chạc, điềm tĩnh, nói chuyện thì cũng hiền lành. Đó là những cái dấu hiệu đáng mừng ha. Bây giờ tới thời khắc quan trọng nhất, mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Kính thưa quý vị, như vậy là hai bạn ấy đã kết thúc buổi trò chuyện của mình rồi. Bây giờ đến lúc quan trọng nhất sẽ đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò hay không. Còn theo sự suy đoán của các bạn thì sao? Cặp đôi này có phù hợp với nhau không? Họ có đi với nhau được một quãng đường dài hay không? Hãy nhanh tay đưa ra cái quyết định của mình để xem ai sẽ là người may mắn nhận phần quà từ Cát Tường nhé. Bây giờ Tường sẽ chia sẻ với hai bạn. Sau khi Tường đếm từ 1 đến 3, các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình. Và hãy lưu ý giùm cho chị, bấm nút là hẹn hò nhé. Tìm hiểu để tiến đến hôn nhân. Không phải bấm nút làm bạn cho vui. Trò chuyện 5-3 câu rồi đường ai nấy đi. Không phải như vậy. Nắm mắt lại. Cảm nhận, suy nghĩ lại cuộc trò chuyện của chúng ta từ nãy đến giờ. 1 2 3. Rồi, hai bạn hãy nắm tay nhau đi. Em trai, Em có nhớ là bạn gái em tên gì không? Bà nhớ. Tên gì? Tên là Hằng. Hãy xin phép Hằng cho anh Hung một nụ hôn lên má để kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta quen nhau. Quen nhau đâu? Theo cảm xúc của tôi là cặp này họ có rất là nhiều cái điều trùng khớp với nhau đó quý vị. Mọi người ơi, và bây giờ thì không để cho bạn trai chúng ta chờ lâu nữa, Cát Tường sẽ mời người bạn gái sẽ hẹn hò với anh chàng này vào đây lập tức quý vị nhé. Rồi em trai, mình cởi mặt nạ được rồi đó cưng. Chào em. Chào chị Cát Tường. Trong bóng tối thấy hơi khó chịu đúng không? Dạ, từ nãy giờ. À, bây giờ mình sẽ trò chuyện lớn lên nha. Dạ, ok chị. Đối diện với em á là bạn gái của em đang ngồi đây rồi. Bây giờ dạ, chúng ta chỉ cách nhau một trái tim thôi nha. Hãy trò chuyện thật là lớn để hai bên có thể nghe được nhau. Rồi mời em trai nói trước. Em chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên đối diện. Em tên là Nguyễn Văn Công, năm nay em 35 tuổi. Em thì quê gốc ở Thanh Hóa. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Bình Dương. Bình Dương? Em đang làm công việc gì Công? Em kinh doanh tại nhà. Em kinh doanh vật liệu xây dựng. Kinh doanh cái gì? Vật liệu xây dựng chị Cát Tường. Vật liệu xây dựng. Rồi. Rồi mời em. Cát Tường Anessa. Ohio gozaimasu. Aiten hito. Ohio gozaimasu. Watashi wa haien to moshimasu. Kaiwe kara kimashita. Kotoshi wa 34 sai desu. Yoroshiku onegaishimasu. Chuyện đi, bạn nữ ta chào mình kìa. Chào em. Ohio gozaimasu. Không nghe hả? Không nghe hay là không hiểu? Không nghe. Không nghe em ơi, nói lớn. Ohio gozaimasu. Không nghe. Chào anh. Chị có nghe em nói không vậy? Nghe chứ. Em nghe chị nói. Em nói lớn lên được không em? Chào anh. Chào em, anh nghe rồi đấy. Ủa giờ mới nghe luôn hả? Chứ nãy giờ người ta nói không nghe hả? Hồi nãy em nói gì vậy? Em làm lại cho anh nghe, nói lớn lớn cho anh nghe. Em tên là Yến, đến từ Thái Nguyên, năm nay em 34 tuổi. Chào rồi, anh. Chào Yến. Nghe chưa? Rồi nghe rồi. Bây giờ mới nghe. Lỗ tai ông này chắc có vấn đề quá. Ta nói từ sớm giờ này mới nghe. Thiệt không nghe không hay là nghe mà không hiểu? Ủa mà sao em chào ngộ vậy em? Em chào ấn tượng quá vậy? Dạ em là việc liên quan đến tiếng Nhật nên là em muốn chào bằng tiếng Nhật ạ. Người ta là ta chào mình bằng tiếng Nhật, mình vẫn nghe tại mình không hiểu thôi chứ sao mình hiểu. Đúng không? Hồi nãy em nghe không, em nói thiệt đi. Nghe nhưng em không hiểu. Cái đó em nghe em không hiểu chứ sao em nói em không nghe. Em tưởng là chị bảo sao người tiếng Việt rồi em không hiểu gì, nghe em nghe xì đài lồ. Xì đài lồ. Rồi ủa em cái công việc của em là như thế nào? Dạ em làm biên phiên dịch cho công ty IT của Nhật ạ. Ồ, em làm ở đó lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi ạ. Quê mình ở đâu em? Dạ quê em ở Thái Nguyên ạ. Quê Thái Nguyên mà bây giờ hiện tại chỗ việc làm là mình làm ở đâu? Em làm ở bên Tân Bình. Tân Bình. Còn nãy em là hiện em tại ở Bình Dương vậy. Bình Dương. Dạ. Rồi em biết Bình Dương không? Dạ biết, ngày xưa em có làm ở dưới Bình Dương ạ. Những điểm mạnh, điểm yếu của em trong công việc là gì? Em thì rất nghiêm túc trong công việc. Điểm yếu thì hơi nóng vội, lúc nào cũng muốn là công việc phải nhanh chóng thành xong. Đó là ưu điểm mình hay là khuyết điểm? Chắc là vừa ưu điểm vừa khuyết điểm ạ. Vừa ưu điểm vừa khuyết điểm luôn. Vậy còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em là người dễ tính, cởi mở, rất là hài hòa, hay nói chuyện. Bạn bè đều nhận xét mình là một người dễ sống. Còn nhược điểm của anh là cũng đôi khi là hơi tin bạn bè, hơi tin người, dễ yếu lòng. Hiện đó tại là cái nhược điểm của em. Về tình trường thì như thế nào? Em thì đã trải qua một mối tình cách đây 6-7 năm rồi chị Cát Tường. Em quen bạn gái cùng quê, nhưng mà quen được 3 năm nhưng mà sau vài lần chia tay thì sẽ... Cái gì sau vài lần chia tay? Có nghĩa là cứ chia tay rồi lại quay lại nhưng mà tổng cộng quen 3 năm? Khoảng 3 năm. Mà chia tay mấy lần? Chia tay em không nhớ là 4-5 lần gì đó. Nên là cứ chia tay rồi quay lại nhưng mà em thấy cuối cùng không hợp nữa là cuối cùng là chia tay đến bây giờ luôn. Trời ơi, quen 3 năm mà chia tay mấy lần? Ngộ vậy mà quen có một người một, xưa giờ một người đó thôi đó hả? Đúng rồi, còn mấy người lần sau là cứ đang hẹn hò cà phê rồi đang quen thì người ta lại đi lấy chồng. Em biết lý do tại sao mà em quen ai người ta cũng đi lấy chồng không? Em không biết nữa, có lẽ là cái duyên hoặc là lúc đó công việc của em nó cũng chưa tới đâu nữa, sự nghiệp rồi. Mình em phải nghĩ là như vậy thôi. Chứ mình cứ nói mình không biết rồi mai mốt rồi giờ mình quen mối tình này nữa rồi mình lại không biết nữa. Có nghĩa có thể do mình chưa ổn định công việc rồi mình không có tập trung vô chuyên môn của chuyện tình yêu, mình không chăm sóc người ta đi. Rồi, đó là câu chuyện tình yêu của bạn Nam, nghe có vẻ trắc trở quá ha. Dạ. Thế còn em, mấy mối tình? Em cũng trắc trở lắm. Trắc trở lắm. Tương tự lắm. Tương tự? Dạ. Sao? Em thì từ lúc giờ là quen 2 mối tình. Mối tình cuối cùng là cách đây 5 năm. Thì cũng hai đứa cũng quen nhau 2-3 năm nhưng mà cũng không hợp rồi chia tay ạ. Lý do tại sao không hợp? Ai cũng nói không hợp hết chứ, không hợp là không hợp làm sao? Đúng rồi, ai cũng nói như vậy nhưng mà em mấy năm rồi mới biết không hợp hay là mới vô là đã thấy không hợp rồi mà cứ cố gắng? Dạ, lúc mới đầu thì hai đứa tại vì bạn của em thì cũng theo đạo nên là nghĩ theo đạo thì cũng không thích quen người bên lương. Nhưng mà hai đứa cũng vẫn cứ quen nhưng mà cuối cùng sau 3 năm thì thấy là không thể kết hợp được nên là chia tay ạ. Thôi rồi, chung quy ai cũng nói cái câu là không có duyên. Dạ. Ê, nhưng mà nhiều khi bữa nay hai bạn có duyên nha. Với cặp mắt của Tường và Tường dòm nãy giờ thấy hai bạn có vẻ là hơi rồi có duyên rồi đó chị. Có duyên rồi đó. Thấy là trùng hợp tình yêu cũng lận đận ha, mà hai mặt này có nét là phu thê lắm nè. Mà thường tôi đoán là hay trúng lắm á. Thiệt. Tin tôi đi. Rồi bây giờ nè, cái mẫu người lý tưởng của em muốn người như thế nào? Em thì cao 1m55 nhưng mà em vẫn muốn bạn trai phải cao hơn em một chút, 1m7. Em cao nhiêu? Em cao 1m65. 65 được không? Thôi bớt chút đi, 34 tuổi rồi nha. Dạ thôi bớt chút. Bớt nha. Dạ bớt chút cũng được. Ừ, thì chuẩn gì nữa? Mặt thì sáng sủa một chút, gọn gàng, sạch sẽ, tâm lý, tôn trọng phụ nữ. Nếu mà có kết hôn thì hỗ trợ công việc gia đình tại vì hai người đều đi làm á. Nên là cũng muốn là bạn An hỗ trợ công việc của gia đình luôn. Coi như là cũng có phụ làm việc nhà, cơm nước dọn dẹp hỗ trợ đó phải không? Em biết làm mấy chuyện đó không em? Chuyện đó là bình thường đối với em vậy. Em có thể phụ là vào bếp nấu cơm hoặc là lau nhà rửa chén cùng với vợ. Nếu mà hai vợ chồng cùng làm cùng vào bếp thì đó là điều rất là tuyệt vời. Được, còn gì nữa không? Dạ, như đó thôi ạ. Còn sau là tìm hiểu sau ạ. Có cái điều gì em không thích ở bạn Nam? Em không thích là bạn Nam hút thuốc. Tại vì em bị dị ứng với thuốc, ngửi thấy mùi thuốc là hơi khó chịu, đau đầu, buồn nôn. Thế còn em? Em có biết hút thuốc không? Em không hút thuốc. Tôi nói rồi, tôi nói hai người đều hợp mà. Hiện tại là cũng có rất là nhiều bạn đang comment là hai bạn trai này là chân thành, rất là hợp với em đó. Không biết ta tư vấn vậy đúng hay không nha. Rồi. Chắc được. Thế bạn trai em muốn một mẫu người bạn gái như thế nào? Một mẫu người bạn gái của em thì là một mẫu người có gia đình, vui vẻ, hòa đồng, không có ngang tính lắm. Thì em nghĩ là phù hợp với em nhất. Ví dụ như giờ bạn gái ăn mặc hơi sexy chút xíu, tóc là nhuộm nè, hơi màu sắc chút xíu, em thấy sao? Trong một cái phạm vi giới hạn nào đó thì vẫn bình thường đấy chị Cát Tường. Như cái giới hạn của em là giới hạn như thế nào? Có nghĩa là tóc tai chẳng hạn là đừng có rực rỡ quá là được. Còn có em những người họ nhuộm tóc rất là đẹp nhưng mà đừng có sặc sỡ quá là được. Rồi, đâu, hôm nay em có hình ảnh gì em cho chị coi coi. Bình thường thì em có cái sở thích gì không? Em thích xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh. Xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh. Dạ. Đọc chuyện gì? Ví dụ chuyện Conan. Em có coi hoạt hình, đọc truyện tranh gì không? Truyện tranh thì em ít đọc. Em dòm trong này coi có anh có cô nào giống Conan rồi gì chẳng không? Wow. Đây, em hãy tìm đi. Trong 3 cô ấy sẽ có một cô là bạn gái của em ngày hôm nay đó. Dạ không. Dạ, thử cái giác quan của mình nha. Không có cô La nhưng mà chắc có cô Mori ạ. Cô Mori là ai? Mori là thám tử ngủ gật đấy ạ. Thám tử mà ngủ gật hả? Ngủ gật sao làm thám tử? Ông làm thám tử rất là giỏi. Thám tử đâu? Thám tử ngủ gật đâu? Đoán đi. Dạ anh này. Anh này? Dạ. Ủa tại sao em đoán anh này? Nãy giờ chị đâu có nói gì mà em đoán anh này hay vậy? Tại vì em ấn tượng khác với phong cách khác với lại những người còn lại. Anh này là thám tử ngủ gật đấy hả? Dạ. Anh tỉnh táo lắm mà anh cũng ngủ gật gì đâu. Là sao rồi cưng? Có 3 người ở đây 5 chàng trai mà cô ấy đã chọn ra em trong 3 giây thôi đó. Em nghĩ là... Sao em chọn cô này? Lý do? Em cảm nhận điều đó. Cảm nhận? Dạ. Cầm đi để một coi cảm nhận mình đúng hay không. Em có thể cho chị xem một cái tấm hình của em trong Facebook không? Anh ơi đừng sốc nha anh. Em dòm coi, em tìm coi, em là thám tử ngủ gật đúng không? Em coi thử coi. Đây là bạn gái của em đó. Sao? Đẹp gái không? Em có coi trên mạng, em có thấy mấy trò chơi người ta chơi là vậy thì thành công không? Đăng cái hình 10 năm trước với 20 năm trước á. Đây là 10 năm trước đúng không? Này bao nhiêu năm trước em? 11 năm trước. 11 năm trước đó. 11 năm trước thì bây giờ cũng khác rất là nhiều. Em nghĩ là em đoán đúng. Vậy thì thành công không? À, thành công. Vậy thì thành công hả? Dạ. Rồi, chúc mừng các bạn. Một bên là thám tử ngủ gật, một bên là vậy thì thành công. Bây giờ chúng ta sẽ trực tiếp gặp nhau để xem coi cái cảm nhận đầu tiên của mình có đúng hay không nha. Chào em. Xuất sắc rồi, giờ sao? Thành công không? Dạ. Em chọn đúng không? Dạ không. Hả? Dạ không. Giờ biết ảnh là ai không? Dạ bên này ạ. Hả? Cái gì vậy cô? Em không phải thám tử nhưng em thích thám tử. Trời ơi, dạ nhìn hình rồi mà còn chọn chưa đúng nữa. Sorry anh. Nãy chọn em sai rồi. Nhưng mà bên này giác quan rất đúng. Ủa mà tại sao em nhìn tấm hình mà em cô chưa có gợi ý gì hết mà em đoán ra được cổ hay vậy? Em nghĩ là thứ nhất là em nghe cái giọng thì không thể đoán được, nhưng mà nghe cái độ tuổi chẳng hạn. Hai bạn đã đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa, cho nên chúng ta sẽ có một buổi ăn chung với nhau để trò chuyện, để cảm thấy là thân mật hơn nữa. Hôm nay thì chương trình đã chuẩn bị cho hai bạn đó là món mì Ý Bagesti ha, mà hai bạn cùng thưởng thức. Nhưng mà nhớ nha, tranh thủ vừa ăn cho no bụng nhưng phải trò chuyện tâm sự với nhau. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay lại. Tự nhiên nha, chủ động lên nha, thật là dễ thương. Cảm ơn chị. Mời em ăn trưa. Em đi xuống anh em mình nói chuyện. Hôm nay em nói tiếng Nhật anh không hiểu. Thì đúng rồi, nói mà người nào không có học thì cũng không có nghe, cũng không hiểu. Đúng rồi. Là em vào đây được lâu chưa? Dạ, em vào đây học đại học được cũng 14-15 năm rồi ạ. 14-15 năm. Vậy là cũng... cũng bằng anh ấy. Giống anh á. Dạ, cũng bằng anh. Thôi mời em. Dạ, mời anh. Anh có thích món Tây không ạ? Hay là mình thích món... ăn Tây á? Anh thì ăn cay vừa phải thôi. Hả? Một chút. Ăn cay ạ? Không, em hỏi anh có thích món Tây không ạ? Ý em hỏi cái món ăn này đúng không? Dạ. Hay là thích món truyền thống của mình hơn ạ? Anh là cũng người dễ ăn, dễ nuôi. Nên là các món ăn thì cũng món nào anh cũng ăn được. Dạ. Tất nhiên là món Bắc thì phù hợp với anh hơn, anh người Bắc mà. Nếu em mà xác định quen ai đó thì khoảng bao lâu em xác định sẽ tiến tới hôn nhân? Bây giờ cũng bước qua tuổi 3 rồi á, nên là mẹ em càng nhanh càng tốt ạ. Càng nhanh càng tốt ạ. Vậy là gấp rồi đúng không? Dạ, gấp lắm rồi ạ. Thực ra là nếu mà hiểu nhau thì có thể là đốt cháy giai đoạn được. Đốt cháy giai đoạn. Đốt cháy giai đoạn là đốt bao nhiêu đoạn? Anh nghĩ là phụ thuộc vào anh với em thôi. Để đốt cháy theo cái cảm nhận của hai người. Tôi ở ngoài mà tôi nghe cái gì đốt cháy giai đoạn vậy đâu có được, đâu có đốt được. Đốt em như ngày xưa muốn đám cưới phải có từng bước, phải có dặm ngõ, phải đám hỏi với con ta phải có giá chứ đúng không? Cái đó thì vẫn đủ, mà đốt giai đoạn là bỏ cái giai đoạn quen. Bớt binh đi, chưa gì đã binh rồi. Trời ơi thì ra ghê thiệt. Không biết hôm nay bà Mai ngồi đây có còn có cái công dụng gì không, chứ thấy hai cái này cặp này cái hai người này giống như là tình trong như đã mặt ngoài còn e đó. Bây giờ tôi bóc mẻ bóc phốt nè, hồi nãy tôi ra ngoài ở đây mọi người ăn đúng không, tôi ra tôi kiểm tra Facebook của bạn, tôi thấy bạn hình như là còn đăng hình bạn cái cũ trên Facebook đúng không, đưa điện thoại cho tôi kiểm tra đúng không? Có đúng đấy chị Cát Tường. Tại sao? Không, cái này là đăng lâu rồi, có nghĩa là từ ngày đăng quen nhau cơ. Mà giờ vẫn còn nhung nhớ đúng không? Không, bây giờ thì không còn liên lạc với nhau nữa rồi. Không còn liên lạc nhau nữa rồi. Bây giờ ví dụ như mình có bạn gái mới rồi. Rồi giờ bạn gái của em có thích bạn trai để hình bạn gái cũ cho nên không? Đó, em nói thẳng với ảnh đi, nói thẳng đi. Không thích lắm. Không sao, thì cái này là do anh để lâu rồi cho nên là bây giờ nó đang còn nằm ở trên đây. Chứ không phải là bây giờ để mà nhung nhớ hay cái điều gì đó đâu. Tại nguy hiểm lắm, tình cũ không rủ cũng đến nên là... Không, cái này thì đã 6 năm rồi không liên lạc với nhau nữa rồi. Nhưng mà giờ ví dụ giờ bạn gái thì mai mốt giờ thí dụ nè, hồi bấm nút hẹn hò hai bạn yêu nhau nè, bây giờ bạn gái mới của em yêu cầu em là bỏ tất cả những cái gì liên quan bạn gái cũ xuống khỏi Facebook, em có đồng ý không? Sẵn sàng thôi chị, bình thường mà, không có gì hết. Giúp em đó nha. nhớ không, nhà không xóa, em tự xóa. Trời ơi, game không xóa, tự xóa. Được rồi, bây giờ Tường sẽ cho hai bạn chơi một cái game nhỏ nhỏ nữa. Thật ra chị chỉ ghẹo em thôi, chứ còn cái chuyện mà cái chuyện đó là chuyện cá nhân, giống như mình vậy thôi, cái chuyện đó là chuyện cũ rồi, mình không có để ý tới. Chừng nào mà ngày nào mà ảnh cũng vô ảnh coi thì lúc đó mới là vấn đề, đúng không? Còn mình đâu cần ti nhỏ mọn mà phải lục 6-7 năm trước mình phanh phui đang chi. Đúng rồi. Bây giờ Tường sẽ cho có một cái trò chơi dành cho các bạn ha. Trên tay của Duy Tường là 2 sấp bài. Trong này nó có những yêu cầu của chương trình đưa ra. Bây giờ bạn trai, bạn gái hãy bóc những cái lá thăm của mình và yêu cầu đối phương thực hiện cái điều trong này, được không? Dạ. Mời em trước. Đọc lớn lên và yêu cầu bạn nam thực hiện cái điều trong này. Yêu cầu của em cho bạn nam là điều gì làm bạn từng làm cho một cô gái tổn thương nhất? Điều gì anh làm cho cô gái tổn thương nhất? Có lẽ là em nghĩ là chắc là liên quan đến cái vấn đề mà nó hơi thấy nhị, đó là vấn đề quả cáp. Đôi khi là những cái vấn đề nó liên quan đến quà cáp vật chất thì có lẽ là em nghĩ là làm cho người ta tổn thương. Em nghĩ là như vậy. Vậy là lưu ý ha, lâu lâu cũng phải có tặng quà rồi, cho chắc không tặng quà đó không có lãng mạn gì hết. Rồi mời em. Em thích lãng mạn lắm đấy ơi. Quà không cần là vật chất, nhưng mà cái quà nó phải có giá trị, về có thể là tinh thần cũng được, chứng tỏ là mình có quan tâm đến người yêu của mình. Nếu yêu nhau, bạn nữ có chấp nhận việc sống thử? Thầy em cũng hơi truyền thống một chút, nên là nếu mà chưa có kết hôn thì em cũng không có thích sống thử. Hiểu từ sống thử chưa? Hiểu chưa? Sống thử là sống chưa kết hôn ạ. Trời ơi, hả? Nó ăn cơm trước kẽm thôi. Nói vậy em có ăn cơm trước kẽm chưa? Em á? Chưa chị. Hả? Chưa. Còn nguyên hả? Hả? Còn trong trắng trên nguyên hả? Không, ý là ăn cơm trước kẹo với người yêu đó là chưa. Vậy là em ăn với người khác hả? Bánh trả tiền rồi hả? Hả? Kìa bạn gái hỏi kìa, trả lời đi cho rõ câu chuyện này. Bây năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà tất nhiên là không thể nào mà nguyên được, đúng không chị? Thôi một chàng trai rất chân thành. Em bữa nay hên á, được chưa? Rồi, bây giờ vui rồi, chơi rồi, bây giờ lắng động là một chút xíu. Chị Tường muốn hai bạn nhìn thẳng vào nhau đi, mình hãy nói cho đối phương biết mình cảm nhận như thế nào về đối phương. Nói thật lòng nha, hồi nãy giờ bạn là một chàng trai rất chân thật. Mịch mà em anh thấy thì em cũng là người em rất là dễ thương, cũng rất là chân thật. Nói chung em thì cũng thích phù hợp với người Bắc hơn. Đây là một cơ hội để cho anh em mình có duyên hẹn hò với nhau, là cơ hội để anh em mình tìm hiểu. Cái chuyện xa hơn tiến tới hôn nhân hay không thì nó còn phụ thuộc vào cái quá trình mà anh em sau cái buổi hôm nay nữa. Thì em cũng nghĩ là anh khá là chân thành. Mà thực sự thì em nhìn cũng thấy quen đâu nào. Quen từ kiếp nào? Nói rồi, nói mặt hai bạn là phu thê mà. Không biết quen từ kiếp nào, nhưng mình có mặt ở đây thì có duyên rồi, còn có lợi hay không thì là ở chuyện sau này. Có lẽ vậy, đúng rồi. Mọi thứ nó phụ thuộc vào cái khoảng sâu bữa ngày hôm nay rất là nhiều nữa. Thật sự là hôm nay á, mà ngồi đây làm mai mối cho hai bạn thì Tường cũng rất là vui. Tường nghĩ rằng tất cả quý vị đang theo dõi cũng thấy hai bạn này giống như là đâu được gặp nhau và yêu nhau từ kiếp nào rồi đó quý vị. Bây giờ mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Chị Tường xin nhắc cho hai bạn biết như thế này. Đúng là ở đây chúng ta chỉ có ít phút trò chuyện thôi, nhưng nó rất là quan trọng, bởi vì tình yêu nó là cảm xúc. Cảm xúc từ ở cái nhìn đầu tiên. Cho nên á, suy nghĩ thật kỹ. Nếu như thật sự chúng ta bấm nút là chúng ta hẹn hò tìm hiểu ha, để tiến tới hôn nhân. Nếu cho chúng cảm thấy không phù hợp chúng ta không bấm. Cái quyết định là do ở hai bạn. Chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu đồng ý bấm nút thì chúng ta bấm mạnh vào, còn không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Rồi, bạn trai còn muốn nói gì nữa không? Cô ấy bây giờ thuộc về em rồi đó. Hát tỏ tình cái đi chị... Hát đi là cưới luôn đó. Hát hả? Ừ. Em không thuộc nhiều về hát. Hát một đoạn. Rồi, một đoạn thôi. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông dịu dần bên sông. Hết rồi. Bằng lòng đi em, bằng lòng về bên đây đi em. Xin mời em. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Chị Tường rất vui và ngày hôm nay đã mai mối được cho hai bạn ha. Và với cái cảm giác của chị ngay từ đầu chị đã nói rồi, cặp đôi này là có tướng phu thê đó. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên dành cho nhau, kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ đây nè. Đó. Rồi hôm nay là chị thấy hình như là em có đi chung với gia đình phải không? Dạ, đi chung với vậy? Lại cô bạn với lại em đồng nghiệp ạ. À vậy hả? À, dạ chào cô, dạ đồng nghiệp. Dạ cô với bạn có thể ra đây được không? Ra đây đứng chung luôn cho vui nè. À, cô thấy hôm nay hai bạn này xứng đôi không cô? Nãy giờ Tường nói hai bạn này có tướng phu thê, mà mọi người khán giả ở dưới cũng comment nói là hai bạn này có tướng phu thê, cô thấy sao cô? Đấy cũng được. Được ha. Đó, bao nhiêu người hôm nay bạn bè đồng nghiệp ủng hộ cho hai bạn. Cố gắng sớm báo tin tức, có tin vui là báo liền cho chương trình nha. Dạ.